Chơi cùng một mình đam mê là Sword. Và hồi nãy thì Quỳnh thấy là Tin skill rất là hay, thì không biết là Tin có muốn chia sẻ gì về cái lúc mà Tin đang thi đấu không? Cảm giác của Tin như thế nào? Cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, tại vì mình cũng trải qua thời gian tập rất là dài, rồi đổ rất nhiều mồ hôi, rồi có thời gian dài mình bị chấn thương, mình không có thể nào mà nhảy được. Xong rồi sau đó thì mình quay lại và mình tiếp tục.